Nhà thuốc cho em hỏi là em muốn mua cây giống bán chi liên thì mua ở đâu ạ? À? Em xin cảm ơn. Chào bạn, bán chi liên là một loại thảo dược và được sử dụng phổ biến trong các thang thuốc giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Theo kinh nghiệm dân gian thì đây là một loại thuốc có tác dụng kiềm hãm và hạn chế sự phát triển của khối u. Được biết, cây bán chi liên là một loại thảo dược có nguồn gốc từ các quốc gia Đông Bắc Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc. Ở nước ta thì không có loại thảo dược này, nguồn dược liệu sử dụng ở Việt Nam đều phải nhập từ Trung Quốc. Tiếc rằng một loại thảo dược quý nhưng chúng ta vẫn chưa có chiến lược nhân giống và phát triển ở Việt Nam. Cây giống bán chi liên cũng rất là hiếm và hiện nay chưa thấy có nơi nào bán cây giống bán chi liên. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.